Ca với Gió Phụng bài chiếc nón bài thơ đi ha. Bạn có nón bài thơ. Không biết ở trên đường lai của Máy Xanh còn ai với ai, có lẽ hát chừng hai người nữa là hết pin, pin chuẩn bị cái máy kia mà cái máy kia không phát được, phát qua máy này cái nó bị yếu pin, nên cả nhà thông cảm. Còn Gió Phụng với đoàn em. Ôi thầy biết làm đoàn em ở lại chờ, chờ mình hát với bạn bài. Bao nón bài thơ, nón cánh không tương đồng tuồng, đẹp như hoa nở bốn mùa. Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ, ta về vừa hồi thi đua, gặp nhau tay ta dây nón như hoa nở trắng dưới cờ. Làng em ở mai phú phong, quê anh mái tầng sông rồi, chung tay làm xa bao nón tặng cho trời che nắng. Cuối vô gặp dây xài của Minh Dương, bệnh luôn rồi. Chiếc nón bài thơ sinh ra từ bao giờ mà Thùy Mị đoán trang như tình tình cô gái Huế. Che nắng che mưa nhưng nam thanh nữ tù đang lao động ngày đêm trên đồng ruộng ở công. Nay rồi nghiêng che nón trắng, mỗi khi lòng mình trốn nhớ thầm thương. Khi lòng vẫn khuân thì nọ ngập biển bưng, khi lòng lẫn lẫn thì nọ nghiêng nửa mờ, khi đọc tình thơ thì nọ dối đêm ngời, khi lòng đã tin rồi thì nó cười hơn hở. Nhà thông cảm này, giọng mình nó yếu rồi, nó bị khan mà gặp cái bài này của Minh Dương hát cho nên nó rất cao. Giờ không đơn lẽ mà bên tôi kết tổ hợp tác đã lâu rồi. Em ở phố phong còn ánh mái tận sông trôi. Tây anh tây em trăm đoạn phút đã có năm rồi em gì mà bây giờ xuống nộp nhà dọc chạy ngang. Ơi, những bụi lên rừng chặt lạ sao nhờ em ghê, mẹ mong về xuôi dùng nhanh tay rửa. Nỗi nhớ thương sông còn thạch hàng, xuôi bóng cánh bè về giữa trước.
thời gian. Cảm ơn Gió Phụng rất nhiều.